Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Kia Sorento 2021 dục dịch về Việt Nam, chạy ưu đãi trước bạ, giá tạm tính cao nhất là 1,1 tỷ đồng. Mẫu xe cũ hiện nay đang được dọn kho giảm giá hơn cả 100 triệu đồng. Thế hệ thứ tư của Kia Sorento là bước nhảy vọt một đời với nhiều nâng cấp toàn diện từ ngoài vào trong và sẽ có mặt tại Việt Nam vào quý tư này. Các đại lý đang úp mở một số thông tin về mẫu Kia Sorento thế hệ mới sắp xuất hiện tại Việt Nam. Đây sẽ là thế hệ thứ tư mới nhất vừa ra mắt quốc tế cách đây 3 tháng. Mẫu xe đang được bán tại Việt Nam là mẫu xe thế hệ thứ hai. Cũng theo thông tin tư vấn bán hàng, Kia Sorento mới nhiều khả năng là xe lắp ráp trong nước sẽ được bán ra với nhiều phiên bản, giá tạm tính từ khoảng 950 cho đến 1,1 triệu đồng. Giá bán thực tế có thể thay đổi nhiều bởi mức tạm tính chỉ mang tính chất tham khảo. Lịch học sản phẩm mới của đội ngũ bán hàng dự kiến vào tháng 11 năm nay và xe có thể sẽ ra mắt vào khoảng tháng 12 năm 2020, tháng cuối cùng được nhận ưu đãi lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp. Kia Sorento 2021 là bước thay đổi vượt bậc của dòng SUV tầm trung của Hàn Quốc, thiết kế xe hoàn toàn khác biệt thế hệ trước với những đường nét trông góc cạnh hơn. Nội thất của xe được làm sang trọng hơn với thiết kế kiểu mới, đồng hồ phía sau vô lăng là màn hình kỹ thuật số hoàn toàn mới. Màn hình trung tâm đặt nổi tạo thành một mặt phẳng với cụm đồng hồ thiết kế trông giống dòng Mercedes-Benz đời mới. Vật liệu làm nội thất cao cấp hơn, các chi tiết nhỏ được trau chuốt, trông tỉ mỉ hơn. Kia Sorento 2021 khi về Việt Nam sẽ có tùy chọn động cơ xăng và diesel. Giá tạm tính cho bản diesel cao hơn giá bản máy xăng. Mỗi thị trường lại có các tùy chọn động cơ khác nhau cho Kia Sorento. Tại Úc, xe có trang bị máy diesel dung tích 2,2 lít, công suất 198 mã lực. Và mô men xoắn tới 440 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp. Trong khi đó tại Bắc Mỹ, Sorento có máy xăng tăng áp 2,5 lít, công suất 277 mã lực, mô men xoắn 421 Nm. Hiện chưa rõ mẫu xe này tại Việt Nam được trang bị cụ thể loại động cơ nào. Điều đáng chú ý là Kia cam kết dù Sorento bán tại thị trường nào cũng sẽ có các tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm có cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động khoảng cách thích ứng, hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo tài xế thiếu tập trung, hỗ trợ đỗ xe tự động. Kia Sorento thế hệ mới về Việt Nam sẽ là đối trọng lớn của Hyundai Santa Fe. Mặc dù Sorento và Santa Fe được coi là hai anh em cùng thuộc tập đoàn Hyundai Motor, nhưng tại Việt Nam, hai mẫu xe này được bán ra bởi hai doanh nghiệp khác nhau là Thaco và Thành Công Motor. Với việc tiết lộ một số thông tin về mẫu xe mới, các đại lý đang giảm giá xả hàng Kia Sorento thế hệ cũ. Mức ưu đãi lớn nhất ghi nhận được là 100 triệu đồng tiền mặt và gói phụ kiện 10 triệu đồng. Giá sau giảm của Kia Sorento cũ với 3 phiên bản là 749 triệu, 799 triệu và 889 triệu đồng. Những chiếc xe đang mở bán có năm sản xuất từ năm 2019 và còn tồn trong kho. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.